Xin chào. Nếu bạn đang muốn quan tâm về việc xây dựng một kênh YouTube cho doanh nghiệp của mình với khả năng bán hàng hoặc là xây dựng thương hiệu thì đây chính là video dành cho bạn. Tôi là Đạt Viral, giám đốc sáng tạo của B-Media. Đơn vị đã triển khai hơn 30 video viral cho các nhãn hàng với cái hiệu ứng lan tỏa vô cùng tốt và được nhãn hàng đánh giá cao. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu các bạn về khóa học YouTube for Business K6 của tôi sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tới tại Hà Nội. Và trong cái đợt dịch 1 vừa qua, tôi đã tổ chức 5 khóa online dạy cho hơn 100 anh chị chủ doanh nghiệp và nhận được những lời khích lệ và những cái phản ứng tuyệt vời từ những anh chị chủ doanh nghiệp đó. Tôi đã tổ chức khóa học K6 này diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tại Hà Nội và diễn ra là offline, nơi mà sẽ hướng dẫn các anh chị cách để anh chị xây dựng một kênh YouTube bài bản và chuyên nghiệp, giúp anh chị có thể bán được hàng và xây dựng thương hiệu. Thứ hai là nội dung sẽ hướng dẫn anh chị cách quay và dựng video bằng điện thoại 100% bằng điện thoại cho anh chị. Tôi đã có kinh nghiệm sản xuất ra hơn gần 400 cái video bằng điện thoại, vì vậy nên là tôi có trong tay một cái kinh nghiệm vô cùng tuyệt vời để có thể giúp anh chị có thể làm đẹp được như thế, và nó không hề khó khăn gì cả. Nội dung tiếp theo mà anh chị được học trong khóa này đó là những cái lộ trình để giúp anh chị xây dựng nên một chuỗi video trên YouTube của mình một cách bài bản và thu hút người xem. Những cái kỹ thuật mà tối ưu SEO chuẩn Google giúp cho những video của anh chị dễ dàng được tìm kiếm bởi người xem, cũng như là được ăn đề xuất của Google tiếp cận đến những cái khán giả tương tự mà những khán giả là khách hàng tiềm năng của anh chị. Ngoài ra, anh chị cũng sẽ được học những cái cách chạy quảng cáo video YouTube. Nếu anh chị lo lắng về cái việc thiết kế hình ảnh thì trong khóa học này tôi cũng sẽ hướng dẫn anh chị về việc thiết kế cái hình ảnh thumbnail vô cùng đẹp, thu hút cái lượt click của người xem, giúp anh chị cái video đó có tăng cái tỷ lệ view lên cao hơn. Đó là những cái điều vô cùng tuyệt vời mà tôi sẽ hướng dẫn với anh chị trong khóa học YouTube for Business K6 diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tại Hà Nội. Hẹn gặp lại anh chị trong khóa học YouTube for Business này. Thông tin chi tiết về khóa học anh chị vui lòng xem trong cái link mà tôi để trong cái phần mô tả của video này. Hẹn gặp lại anh chị trong khóa học, và xin chào, tôi là Đạt Vài Đồng.